Xin chào mọi người đã đến với kênh PNDC, kênh giải trí về game Liên Quân với những kèo 5v5 đỉnh cao, 1v1 cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Ngoài ra cuối clip sẽ là event khá là vui. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người cùng theo dõi. Giới thiệu qua về các kèo đấu hai bên thì ở khu vực đường rồng sẽ là kèo Willulavi đối đầu với cả Anete cũng như là Cafeni. Ở khu vực đường top sẽ là kèo Ryuma đối đầu với cả Veret. Ở khu vực đường mid sẽ là kèo mình cầm Pain đối đầu Kisty. Ở khu vực đường rừng sẽ là kèo Enzo đối đầu với cả Wonder Woman. Và sau đây sẽ là diễn biến trận đấu, mời mọi người cùng theo dõi. Mới vào game thì mình cũng không nhận ra là thanh niên Lavi là búp ẩn đâu. Sau thì mình mới thấy là top chat là búp ẩn à, thì mình mới để ý và mình cũng xem lại clip thì nhận thấy là Lavi này là đang búp điểm chiến lực hoặc là búp sao cho Cafeni, nhưng mà khả năng mình nghĩ là búp điểm là chiến lực để búp top cho Cafeni. Và sau đây sẽ là hành trình fit mạng của Lavi, mời anh em cùng theo dõi xem là trận này Lavi cầm bổ trợ tốc hành cộng với cả lên giày Hermes thì liệu trận này là fit được bao nhiêu mạng, mời mọi người cùng theo dõi. Sau 9 phút trong game thì tem bạn với lợi thế là được Lavi tem ta búp, cũng như là đang có lợi thế là con Seiza thì tem bạn đang cố gắng để end game sớm nhất có thể, và khả năng là trận đấu là sẽ kết thúc tại đây khi mà con bài Cafeni trong tay tem bạn hiện tại đang quá là khỏe với một KDA là cực kỳ là xanh xao. Mời mọi người cùng theo dõi xem là số lượng mạng mà Lavi fit được trong 9 phút vừa rồi là bao nhiêu. Vâng, KDA của Lavi đang là 0.14.2, KDA của Cafeni tem bạn đang là 20.32, và một KDA rất là xanh xao. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.